chương trình được mong chờ nhất trong cái ngày. Nào, từ từ đã. Này, bảo mà nó tắt cái máy sấy đi đã. Nào. Ai ơi. Em ơi. Tắt máy sấy rồi chị với. Rồi, Tắt máy sấy đi. Nhanh hồ. Chương trình được mong đợi nhất của ngày gọi là cái gì, kết thúc của năm cũ. Bây giờ chúng ta từ từ. Đây. Tình hình là đây. Đâu sao bọn này nó vô cảm dữ vậy? À không thích đúng không? Vậy tao mang đi nhá. Không, nhưng mà mình cầm chén, mọi người ơi. Mình cầm chén loại như này, đây là cả thưởng Tết nữa chứ không phải chỉ lì xì không đâu, đâu đây là cả thưởng Tết nữa. Được không? Nhưng mà chị thấy em hơi thở ơi, này thôi, chị thôi. Thôi. Đau chân quá trời ạ. Cầm một chị đi. Mày là có rồi nhá. Các bạn. Có lì xì rồi. Đấy. Có lì xì. À, chị thấy nó cũng dày dày ấy, có đây nó cũng dày dày ấy. Tại vì cái này không phải là chỉ lì xì mà nó lại còn có bao gồm cả thưởng Tết nữa cơ. Ừ, và lại còn có thêm tặng quà của chị nữa cơ. Tức là cùng mấy mặt đặt một với nhau không? Ba cái chung lại với nhau gọi là cái gì ta? Hả? Không. Ờ, đâu 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 giờ, chị đâu chị ở đây. Bây giờ này chị lúc ở cho bóc cơ, nhưng mà vấn đề là tiền của mỗi đứa nó khác nhau, bây giờ không thể nào bóc được. Lỡ may mà bóc mà nhầm một cái thì bây giờ làm thế nào, đúng không? Ôi trời đất ơi. Chị có ghi tên chưa? Có. Chị là chị hay nhầm lắm. Mà mấy cái này mà nhầm là không ai ý kiến gì đâu. Chị ghi tên chưa? Có. Đó thế nào? Ok. Co này. Ta để đây này. Ơ sao co để đây? Ta để ý tên này. Co phải đưa luôn chứ. Từ từ. Minh Anh này. Đây, Minh Anh. Rồi. Mi này. Sao? Mi. Trời ơi. Trong này là có tiền thưởng Tết của bọn em. Chị bảo. Và mỗi bạn sẽ chị sẽ tặng thêm mỗi bạn 1 triệu. Chị có để trong này rồi nhé. Cái đấy là tặng riêng nhé. Hùng ơi, tao cầm hộ mày nha Hùng. Ok. Được rồi. Chị giữ hộ tìm luôn. Tất nhiên rồi. Được rồi, đúng không?
linh chỉ gì tầm này hả? Mày có bóc không? Thân xà được chưa? Cái này. Bao nhiêu? Đây là quà thưởng Tết của công ty. Dạ, em cảm ơn. Hết được chưa? Rồi, ok, đến tím là của em cầm luôn đúng không? Cầm bồ, cầm bồ. Nhà nó về của cái nắp. Đúng rồi. Quang là phải đưa cho mi. Quang này. Bây giờ chị mi quay ra bảo anh Quang ai là người cầm. Ai là người cầm thì ớ. Thế cái phong bì này là ai cầm đấy nhở? Ai cầm nhở? Ai cầm? Tôi thì phải để cho cầm cái nhẹ nhẹ cho thấy nó nặng nặng chứ. Không về lắm sao chứ. Ai đưa cho mi rồi? Đây của em đây rồi. Cân mới nha. Hùng này. Hùng là để kho cầm. Nam ơi, Nam. Em đi đón cháu chưa về. Nam đón cháu chưa về à? Ok. Nam thì phải liên hệ chi. Chú bố tí chị gửi này. Nam này, còn đây là gì? Hùng, tay của Hùng nhá. Đây, cầm hộ ai tặng Hùng được rồi, cầm hộ em. Được, cho cầm, thấy không? Chị thấy nó tin tưởng em không? Mày. Ôi giời ơi, đây còn hai em nữa. Tí nữa, Nam về, trời ơi, cái tóc của ta bao giờ nó mới dài lại nhỉ? Bao giờ nó mới... Cảm ơn chị nhiều nha. Ok, trong đấy là có 1 triệu tiền của chị tặng mỗi bé mỗi bạn nhá. Trong đấy, trong này luôn này. Tặng này, kiểu cảm ơn chị. Em mình tặng kiểu xinh đấy, ok. Tình hình Tết nào rồi, đây còn 2 cái nữa thì nữa ra chưa nữa. Tình hình Tết năm nay ăn Tết Sài Gòn các bạn ạ. Năm nay mày nhìn tao đi. Ba đứa miền Bắc, xin thông báo với mọi người một điều rằng là năm nay thì ba đứa miền Bắc bọn mình đều phải ăn Tết Sài Gòn cả. Lý do là tại vì dịch quá không về ngoài kia được. Ở ngoài kia đang giờ đang rất là căng ở sân bay sân biết các thứ nữa nên gia đình bọn mình không cho phép bọn mình về. Đó, toàn bảo là gia đình đang yên ổn rồi các con đừng về. Bố thì kêu thôi mày khỏi về đi con. Mẹ em bảo là thôi mày đừng về nữa đi con. Thôi ở đây cứ qua dịch đã xong rồi thì qua dịch xong rồi tính tiếp nhỉ. Ở đâu thì giữ nguyên ở đấy. Để chị cầm cho. Từ từ đã. Đây, ok. Nam ơi. Đây. Đây của em. Của em là 2 cái. Không, 1 cái thôi, cầm một chị. Thôi còn 2 cái cho nó đi. Không, đây. Của em đây. Đây. Của em á. Yeah, ừ. Còn đây. Đây là tiền thưởng tay mọi người. Cộng với lại là tiền thưởng của chị Mai cũng một xíu trong đó nữa. Nha. Yeah. Ok chưa? Đấy, xong bây giờ chị ra chị đưa nốt cho chú bốn nha nữa. Cái gì thế hả? Cò. Yeah. Ôm vai báo cổ gì thế? Hả? Trời ơi, Minh Anh ạ. Ghê quá thì mất rồi. Bánh chưng là trong này hết đấy các bạn nhá. Uh-huh. Đeo. Đây. Cầm đi để chị. Tí về nộp chi ấy, ở đấy là bánh chưng. Nam cậu. Cầm đi để chị đi ra chị gửi cho chú bốn nào. Ây à, đẹp to quá. Ê, con chó đáng yêu chưa các bạn? Nhìn con chó này. Chú ơi, bạn con gửi chú lì xì Tết. Dạ vâng. Chú năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Dạ vâng. Chúng con coi như là đãi mãi không già. Lòng an coi như gặp nhiều cái may mắn. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Dạ. Đi vào đây. Ôi thôi. Sao hôm nay là ngày 28 Tết. Bây giờ đường xá vắng vẻ, gần như mọi người về quê hết rồi. Và bây giờ thì bọn mình vẫn đang ở cửa hàng vì hôm nay là ngày cuối cùng mà mật pet mở cửa. Đó, làm hết hôm nay xong bắt đầu chúng ta sẽ nghỉ Tết 1 tuần đúng không ta? Mùng mấy mình mở cửa lại chị? Mùng 6 là mình sẽ mở cửa lại. Mùng 6 là mùng 6. Ngày lọc lá. Ừ, năm nào hình như mình cũng mùng 6 á sao? Ừ, năm trước mình cũng mùng 6. Mình cũng mở hàng mùng 6. Mình sắp đến ngày sinh nhật khai trương mật pet tròn 1 năm trong này hình như là ngày mùng 10. Qua rồi á, qua sinh nhật rồi. À năm nay 390 ngày cơ mà. Đây rồi. Sao em muốn đưa gửi tới lên mọi người cái lời chúc gì không hay là gì không? Trước khi mà chúng ta đóng cửa hàng. Có chứ. Đó là chúc mọi người kiếm được thật nhiều tiền để năm sau mua chó mật pet. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và kiếm được nhiều tiền, thành công, vân vân và vân vân. Nói chung là những cái gì mà tốt đẹp nhất thì chúc mọi người.
chị phải chúc, chị phải chúc cộng đồng nữa chứ, cộng đồng đó, cộng đồng đầy đầy lùi Covid. À Covid hay Covid thì tất nhiên rồi, chán lắm rồi vì Covid mà năm nay không được về ăn Tết đây này. Vậy dẫn vào đây để cho mọi người cùng chào mọi người đây. Mật ơi, trời ơi, chị chuẩn bị đi tắm đi. Tắm ăn Tết thường không sao sạch sẽ. Lấy tẩy. Nào các em ơi. Sao mình xin cho chị ra thôi, các bạn đi. Mình gửi một cái lời chúc nho nhỏ đến cộng đồng của Phúc Bình Sam Xuân trước như nào đây này. Nào. Ok, chúc mọi người năm 2021 rực rỡ nhá. Mày ghê thế, thật sự luôn đi con tinh anh này ạ. Mày biết mày đang là một cái đứa vật cắt tiền được chú ý ở trên cộng đồng mạng không? Mày sinh được sao nhiều kim mà. Trời ơi, nào ok tiếp. Không tiếp. Có cái tí duyên nào vậy. Nó lỏ léo quá vậy. Tiếp ok, nói chung là chúc mọi người an khang thịnh vượng, thịnh tiền, vân vân và vân vân. Được chưa? Cô em chúc gì thêm không? Chúc bạn nào không có người yêu, có người yêu. Mày nào đã có người yêu thì chúc mọi người